ngày đó là anh em chia chi chụp quá trời luôn. Thôi mấy anh ơi, các mình bắt đầu buổi offline nha mấy anh. Mấy anh ơi, hôm nay hôm nay thì em đứng ra nhận tổ chức cái buổi offline tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh này. Có gì mọi người bây giờ mọi người giới thiệu bản thân của mình ha. Thì đầu tiên là em giới thiệu trước nha. Thì em là Trung. Thì em là sinh năm 94. Em là giờ đang là bác sĩ tại bệnh viện tâm thần thành phố Hồ Chí Minh. Thì nhà em thì trước ở dưới Thủ Đức á. Nhà em ở dưới Thủ Đức á, đúng rồi, ở dưới Hàm Tử anh. Thì bây giờ em lấy vợ là ở dưới Bình Chánh nên bây giờ em ở dưới Bình Chánh. Rồi thì bữa nay thì em nhận lời của admin của bên Ngoại Long để đứng ra cái tổ chức cái buổi offline này, thì mong là anh em có một buổi gặp mặt vui vẻ. Thì đây là vợ của em, thì cũng là chơi chung với em luôn nên hỗ trợ em cũng khá là nhiều. Thì vợ em của em thì cũng làm điều dưỡng của chung bệnh viện luôn. Thì cũng cùng năm sinh với em, cũng sinh năm 94 luôn. Rồi thì có gì mình giới thiệu vòng tròn ha. Bây giờ mà mời anh trước đi. Mình tên Phương, sinh năm 2, chơi cái này cũng hơn 1 năm rồi, chơi đồ sinh. Rồi mời anh nè. Rồi mời anh giới thiệu về bản thân nè. Rồi mời anh tiếp theo ạ. Rồi mời anh ạ. Vĩnh Phúc cũng làm ở co lại ở thành phố Hồ Chí Minh luôn, chơi ở Hai Thiên. Mời anh lớn tuổi nhất. Anh Minh Trung, sinh năm 76, đang chơi bên Sài Gòn Thành Đô thường xuyên. Rồi mời anh à. Anh chơi Sài Gòn với Đức. Rồi mời anh có con gái rất là dễ thương à. Có nhiều anh PC lắm. Mời anh à. Giới thiệu nhiều lên xíu anh. Rồi. Giới thiệu là Thanh Long. Rồi thì hiện tại là mình đã đông đủ rồi ha. Chốc nữa mọi người có tiếp tục tới thêm thì mình sẽ tiếp tục mình giao lưu thêm ha. Rồi bây giờ sau phần giới thiệu thì mọi người giao lưu làm quen với nhau. Bây giờ nó mất chất nhiều quá. Mình biết
Thì mấy anh ơi, bây giờ mình tới phần là mình sẽ đóng góp những cái coi như là mình đóng góp những cái ý kiến của mình, hoặc là mình chưa có hài lòng về game như thế nào á, thì có gì mình đóng góp cho bên nhà phát hành, để có gì người ta sẽ lắng nghe nguyện vọng của mình để cải thiện chất lượng game. Thì hiện tại á, là em có để thuận tiện á, thì em có in sẵn ra những cái QR code này. Thì mọi người có gì mọi người quét mã, thì mọi người sẽ điền thông tin và đóng góp ý kiến về trải nghiệm game trong đây. Thì cái thông tin đó thì em cũng sẽ lấy để làm thông tin để trao code cho mọi người luôn, để trao code game cho mọi người. Cho nên là mọi người có gì mọi người quét và mọi người đánh giá về game và điền thông tin của mình, để có gì ban tổ chức gửi code về cho mọi người nha. Rồi mấy anh quét giùm với hả? Rồi mọi người truyền nhau để quét nha. Dạ đây ạ. Có gì mấy anh truyền quét và đánh giá game giùm em nha. Cái thông tin khi mà mọi người quét code và điền này á, thì em sẽ lấy để làm cái thông tin để trao code cho mọi người luôn. Dạ, nó sẽ những thông tin cá nhân đó, như mail và các địa chỉ đó, mình sẽ lấy để mình trao code, gửi code về cho mọi người. Có gì mọi người quét và đánh giá giùm em nha. Cái server cũ hay là server sắp nhập? Dạ anh, cái server mà anh đang muốn nhận cọt quá. Đúng rồi, tại vì nó sắp nhập hiện tại là cái khác rồi. Dạ sắp nhập thì anh lấy cái tên của server hiện tại không, bây giờ. Anh sắp nhập một cái server này trong đó con chưa biết cọt cũng được mà. Dạ. Thank you.
Dạ, có gì anh em cứ đánh giá thật lòng nha mọi người. Mình có gì mình chưa hài lòng về game thì mọi người cứ đánh giá vô nha. Anh nhớ cái server cũ rồi. Dạ. À, anh cứ nhập thông tin chủ yếu là cái mail này để mình gửi cái Nova. Đây là anh game sinh tên với lại năm sinh luôn ạ. Tên năm sinh luôn hả? Dạ. Đây là hai cao lệnh nó mới không lên lệnh nữa. Nhưng mà sau mà cái sạc cái đó là 500 mấy gì chuyển lên quên. Mà sau tới 2 ngày nữa đứng không lên nữa. À, có qua để khó lên có nghe. Anh quét cái mã QR code để anh điền thông tin rồi anh nhận code giúp em. Vàng thì chắc không tới 200 ngàn được anh. Bật Zalo lên có quét QR code anh. Dạ đúng rồi. Thì cái này là để đánh giá về trải nghiệm game à. Nhưng mà anh thấy nó vẫn hồi nha, hồi tại vì anh vô anh xài rất xịn lắm nhưng mà nó vẫn lên điều điều không được như là anh sắp bắt rồi cái lúc mà thu cái quả này mình bỏ lại cái mỗi ngày nói chung mỗi ngày được 200 mét là như bây giờ cũng mỗi lắc lắc luôn. Tham gia sẽ có code nha mọi người. Đó,
Đấy, cái quạt đấy. Quay qua không chú kêu quay cái quạt. Để quạt. Tên này có gặp chỉ là trong nhóm mà không liên lạc nhau chứ không có rất nhiều tung là chơi em chơi trên điện thoại chơi mobile anh nên là bên mobile luôn anh chơi server nào không chơi bằng cảnh nên đổ tên lùm lum mình xài tan rồi tưởng bây giờ đổ vợ lục đài lục của mình không nhớ không cái lúc mà cái lúc em chơi lại em cạn cái server nào để em làm cạn dạ mobile là bên Android hay iOS? Dạ Android à. Dạ anh ấy là tên trong game hả? Trong game là Trung. Dạ Trung giấy số sao? Có bà trời dạ. Dạ đúng rồi bà làm gì vậy? Còn anh là bên nào anh? Anh là bên server nào? Tờ. Anh là tên gì á? Em chơi bên Vĩnh An. Hai bên server 20 là khoảng 75% đam. Mắc cấp mà anh. Mà anh lên mắc cấp chưa? Anh lên 345 chưa? Cái thằng hồi xưa là ở đây mới ra dạ mấy anh ơi mình khảo sát xong hết chưa ạ? Rồi anh ơi mình mình khảo sát xong hết rồi đúng không ạ? Dạ rồi vậy em xin phép là mình đóng link nha anh để có gì mình trao code à. Lại, hả? À để mình trao có nè. Rồi vậy chờ xíu nữa. Ôi. Mới nè em. Bây giờ 45 nhắn nè bà. Rồi. Nhưng mà nó mới gửi là có cái lần đầu đông lắm
mình coi để nó lên đầu thì được. Đầu à? Biết chưa? Có thiếu đường xô cửa đặt nhau lắm rồi, hồi xưa gọi là tông thành đó, con chơi vô tông thành nó sẽ yếu rồi, anh rửa là cái đó đi mới vui á, anh đi anh đi đặt nhau á, em biết nó không chết, cái da đầu quạt cũng có ảnh hết luôn, đó đi mới vui á, ông có tinh thần rồi đi mới vui, đó là đi vui lắm, chúng con ba là tông thành con nước, ngủ lại, đó là đập đó là phi á. Có thầy chạc, ở giao lưu rồi cho người cho thắt cái giấy là người cái cốt, là cốt đó, có hai cái cốt, hai cốt thắt được hai cốt xong rồi vô lũng nước rồi, giờ nó bị quá tải mà, không quá quá tải mà còn bây giờ ốp gì nữa, anh em gặp mặt cho chơi, ốp cái gì giờ nó có tóc kia nữa, tôi biết cái nào đó, bảo bà ốp xong rồi có đem hải xong hấp hấp nhậu nữa, cái lần biết mấy thằng nó tỉnh đã lên ốp như này, chưa chơi mà mỗi lần thứ bảy mà không có quốc kiến là gì đó rồi nó liêu chắc rồi nước rồi mình vui là cái gì, chờ nó vô thì chưa công thành là phải chịu chỗ, ra là bắt chỗ không. Giờ cần bóc nữa. Bây giờ cần thành có ai đâu mà lấy ăn luôn cho nhanh rồi. Bây giờ tôi làm hết trơn rồi. Nói chưa cần thành này, cứ em hỏi về tầm 9 phút nào hỏi ra cái tôi sẽ giảm giảm xuống, không thành giả thì nó vui á, làm được tăng 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 lên, tăng lên, tăng lên, tăng lên, anh Phi đã khảo sát xong chưa? Dạ anh gửi cho anh. Dạ anh gửi. Rồi. Rồi. Mình sẽ đóng lên khảo sát luôn ạ. À, hiện tại là mấy mấy anh đã khảo sát xong hết rồi đúng không ạ? À, còn ai chưa khảo sát không ạ? Rồi vậy có gì bây giờ em xin phép đóng lên khảo sát nha. Với lại bây giờ mình sẽ tới với cái phần hấp dẫn của nhất của ngày hôm nay là phần trao quà và coi như là bốc thăm trúng thưởng nữa nha. Thì hiện tại là tất cả mọi người bữa nay tới đây offline thì mình sẽ có một phần quà là mọi người đều sẽ có một cái chiếc áo khoác của Hòa Long. Thì còn những phần quà khác là mình sẽ bốc thăm may mắn, thì ở đây này chắc là anh em sẽ dự là sẽ có thêm quà nữa. Thì bây giờ em xin phép là chào áo khoác ạ. Hiện tại danh sách của mình là có 15 người ạ. Thì mọi người đều sẽ có. Dạ đúng rồi, nghĩa là hôm nay mình sẽ phát hết quà luôn. Nghĩa là nếu còn dư thì em sẽ tiếp tục em quay để em phát tiếp cho anh em luôn ạ. Ok, mình chơi tới luôn chứ mình không có đem về. Dạ đúng rồi anh. Tao bỏ đem về tao tham nhũng á. Dạ đúng rồi. Bữa nay là mình bán hết. Mình bán hết. Nếu mà còn dư là mình quay mình phát tiếp luôn. Đó. Nói chung là tôi nghe nó chở lên chở về cũng cực đó. Rồi đây là quà nha mọi người. À, có từ ký rồi. Nhất
Thì để giờ trước khi bây giờ trước khi phát quà thì em sẽ kiểm tra nha mấy anh. Bây giờ em sẽ kiểm tra coi là mọi người đã chụp hình check in và đăng lên Facebook cá nhân chưa ạ. Bây giờ mọi người chưa có chụp hình check in và đăng lên Facebook cá nhân giúp em nhé ạ. Dạ, đầu tiên là sao đâu. Dạ. À, anh chụp hình check in với đăng lên Facebook cá nhân giúp trước. Chụp đây cho các bạn đúng không? Dạ, anh chụp check in có không gian quán nè. Dạ. Có bên tờ cho mình check in với không gian quán giúp em nhé. Đào cái con nó xuống đi này đúng không? Dạ. Đăng Zalo đúng không? Là đăng Facebook à? Facebook đúng không? Dạ. Đúng rồi. Ở gì đây? Alo. Bấm dần hết đi. Đó là nó lấy 10 trăm à. Hôm qua là ở đây đúng không? Đang đúng không? Đang có 8 giờ hay chung đầu với thành viên. Chung dạ. Có gì không? Dạ anh đang cần kèm hashtag là NLHCM nhé nhỉ. NLHCM là gì? Dạ là Ngoại Long Hồ Chí Minh. Dạ. Ở đâu? Đây hả? Dạ. Là gì nữa? Dạ. À, anh đang cái hashtag ở trước nè. Hashtag là cái dấu thằng á. Thằng này đúng rồi. Thằng là chữ NLHCM. Mà là... Dạ, đúng rồi. Dạ đúng rồi. Rồi đúng không? Dạ. Rồi đó. Dạ rồi xong rồi anh. Xong rồi đó. Dạ. Là xin mời thôi. Dạ đúng rồi anh. Đơn giản đi. À cái viết. Gọi lên nha gái. Không thanh thấy à. Lên này nha. Dạ. Được rồi. Dạ. Bây giờ em xin phép là mình giao quà nè. Bây giờ là anh Phát đúng không ạ? Dạ. Em Phát chứ gì đó em ạ. Vương Tuấn Phát. Dạ. Em đếm bao nhiêu người đầu em lại lần đầu. Dạ. Dạ. Bây giờ mình kiểm kiểm tra trước. Rồi. Bây giờ Phát sai ít là ít. Có ít L mà có bự hơn nữa. Có 3 ít. Em là phải 3 ít á. Đây. Rồi. Rồi em đang rồi nè. Rồi. Mấy người báo sai đi, cái sai diễn xuống nè. Sai áo á. Sai gì? Sai em hết chứ nhỉ? Không, để từ từ mình cứ lần lượt đi mọi người. À, mình cứ lần lượt cái rồi em sẽ chọn sai cho mấy anh luôn. À, bây giờ thấy anh Hiếu đúng không ạ? Anh đã post Facebook kìa. Rồi, của em mua vé chảy rồi chứ. Dạ rồi đúng không ạ? Rồi vậy anh Hiếu. Dạ được rồi ạ. Nếu là ở đây mình có 3 size là ít L, 2 ít với 3 ít ạ. À? Dạ anh lấy 2 ít ạ. À? Rồi à. Đấy à. À, nó lấy là 2 ít. Lấy từ để anh. À. Dạ thế anh. Anh ơi, anh cho em xin kiểm tra cái Facebook vậy ạ.
Dạ, dạ rồi ạ. À, anh tên gì ạ? Dũng ạ. Dũng đúng không ạ? Dạ, em gửi anh một phần quà. Dạ. Dạ, tiếp theo là thế anh ạ. Ờ, anh nãy gửi rồi. Dạ, anh cho em một tên. Anh Châu Đăng Phương. Dạ, cuối cùng á, gần cuối cùng á. Châu Đăng Phương á. Dạ. À, xin gửi anh ạ. Ừ, anh thấy rồi. Rồi. À, gửi rồi. À, không, cái nè, anh lên mai nội mấy em coi, xong em đánh dấu đây, anh lên anh chuyển lên nó dễ hơn. Dạ. Anh lên cứ phát được rồi, để em sẽ kiểm tra cái tin. Dạ, anh ơi, anh đã cho mình chưa ạ? Đã cho mình nhà đăng trên cá nhân chưa ạ? Dạ rồi ạ. Dạ rồi, xác nhận rồi ạ. Dạ, anh cho em xin tên nhé ạ. Toàn. Dạ, đem gửi anh một phần quà hôm nay ạ. Lắm lắm nè. Bài lắm. Không bay ít mặt lắm bây giờ anh. Ở đây mình chỉ có ít này ít với bay ít thôi. Phải đổi hay á. Hay ít nè. Có hay ít thôi. Bài rất nhiều vậy. Anh tên gì ạ? Sang. Dạ, Sang đúng không ạ? Dạ, ở đây có một bạn hỏi là có ai là top 1 server thần toán không ạ? Có ai ở đây là top 1 của server thần toán không ạ? Ngoại Long thần toán á. Ở đây không có ai hết à. Bây giờ muốn chơi. Còn bây giờ nó bỏ một tiền rồi. Dạ anh ơi, anh cho em xin tên ạ. Anh Minh Cường. Dạ anh Minh Cường. Nguyễn Cường. Nguyễn Cường đúng không ạ? Dạ anh đã chụp hình anh chưa ạ? Cái đang ở đó là đang hỏi. Cái đó là không giúp. Ờ, cái đó là không giúp á. Cái gì mà đó mấy bóc mà canh cái người bà chạy cao và chi tử nạp bóc sánh lên đó hãy đồng châu dạ rồi xác nhận rồi ạ. À, bây giờ trao cho anh Cường dạ. Em gửi anh phần quà offline đầu tiên ạ. Dạ. Anh nói thử. Dạ anh ơi, anh cho em xin tên nha. Vũ, Nguyễn Long Vũ á. Dạ. Nguyễn Long Vũ đó. Dạ. Cái này giờ mình bắt tên nào vô em. Dạ, bây giờ mình sẽ có những quà này là mọi người đều được trước. Rồi sau đó mình sẽ quay số cho nó hấp dẫn à. Ý là thoát rồi. Dạ, đúng rồi. Dạ, đúng rồi, anh kèm hashtag là HCM NL Hòa Long Hồ Chí Minh đó. Rồi, để em gửi anh một phần quà. Dạ anh ơi, cho em xin lỗi tên ạ. Dạ anh Phúc rồi. Dạ anh mời Phúc ạ. Đang chưa ạ? Anh đã đăng bài chưa ạ? Ngon.
Ủa mình đăng lên đâu ha? Dạ anh đăng lên trang cá nhân giúp em đó vậy. Dạ anh đăng lên tường nhà mình á. Dạ tường tường của anh á. Có size nhỏ hả? Size này size nhỏ nhất anh. Size nhỏ nhất rồi. Cái ký L nữa. Dạ anh Trung đúng không ạ? Dạ anh đã đăng bài chưa ạ? Thôi anh không lấy quà đâu. Mấy không này... không mình tới là mình sẽ có một phần quà anh. Thôi được rồi, anh không mấy cái này Vina Game tặng em nhiều lắm rồi. Thôi mình anh nhận một phần đi cho nó vui anh. Mình tới mình phải có quà chơi cho vui anh này. Cảm ơn. Cảm ơn. Anh check in được em rồi. Giờ mình check in đăng lên Facebook mà. Facebook anh làm ăn nên không có đăng được. Dạ. Em gửi anh một phần quà. Dạ anh tên là Mấy Thầy Sinh Thành đúng không? Thế nhưng người ta gửi tới nhạc sĩ mấy cái tốt chưa? Gửi mấy cái tốt có bố cảnh mẹ được mà dạ anh đã chụp hình check in chưa chưa quen đâu em chụp hình check in tại quán em đấy ạ em chụp hình đây mọi người đúng không anh đăng lên nước cá nhân nhé nước cá nhân chưa là đăng luôn đấy anh kèm khách sát Hạ Long rồi chứ giờ là khách sát cái đó là cái thời mà xưa
cái chị là cái alo lên là đó để ổn tại nghe là sao là nó chỉ bằng là để minh hoàng gọi nó thôi đây đúng không? Dạ. Rồi. Rồi. Năm tới là hơi căng. Hết hai à? Để em dễ ăn không? Quà. Đây. Để khác mùa xa. Đoàn Đoàn Văn Thắng đúng không ạ? Dạ. Chụp hình chưa ạ? Chụp hình hả? Anh check in chưa? Chưa, nãy giờ là quên, bây giờ lo nói chuyện rồi mà chưa check in. Dạ, bạn chụp hình check in Facebook dùm được. Chào. Chụp hình check in tại quán à. Chụp hình đăng lên trên cá nhân hả? Dạ. À, bên cộng tác viên bên web à. Tại vì em là em chỉ nhận lời của bên admin của bên mobile á, em đứng là tổ chức thôi chứ em cũng không. Dạ em cũng không có nắm mấy anh em trên trong. Dạ. Chứ em cũng nghe nói là cái người bộ mặt là quét nghĩa thôi. Dạ. Em chỉ nhận lời của bên admin thôi chứ em không phải là nên anh kèm hashtag là Ngoại Long Mobile, Ngoại Long Hồ Chí Minh giùm em nha. Là HCM. Vậy thôi hả? Dạ. Ngoại ghi gì vậy? Dạ rồi. Dạ rồi em gửi anh. Dạ rồi. Anh Phạm Văn Vĩ đúng không? Dạ. Bạn đã chụp hình check-in chưa ạ? Một ít anh chưa. Dạ, hashtag là NLHCM ạ. À. Ngoại Long Hồ Chí Minh ạ. Dạ. Xin gửi một phần quà. Rồi à. Bây giờ là anh Nguyễn Trung Tính đúng không ạ? Rồi. Anh đã check in chưa ạ? Anh đã check in chưa ạ? Em rồi. Em rồi đúng không ạ? Rồi. À, em gửi anh. Rồi. À, để em coi hết hết sai. Bây giờ lên à, anh này đang đi cái con này là con Mi Trúc. Con này bên Ngụy là khó đi lắm nha anh. Con này là con này bên Ngụy là phải đi bằng Hạ Hậu Yên giật cái đường thẳng này nè. Giờ nó đang bị hên xui. À, nó không phải nè. Dạ, xui. Cũng nên xui thiệt luôn á.
Rồi bây giờ là phần hấp dẫn nhất nha mọi người. Bây giờ mình ở đây. Ở đây là bây giờ bây giờ danh sách hiện tại ở đây là mình có 15 người ạ. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu mình cái thể lệ là bây giờ trong đây còn những phần quà là mình sẽ có áo thun nè. Áo thun mình có túi túi đeo chéo, có một ba lô phần quà đặc biệt và một phần quà đặc biệt nhất là gấu bông da cát lượng ạ. Dạ. Gấu bông cho bé kìa. Dạ. Dạ vậy thì dạ dạ. Dạ nếu mọi người thống nhất thì mình sẽ trao gấu bông da cát lượng cho anh Thắng luôn ạ. Dạ, người may mắn đã dẫn theo bé ngày hôm nay nha, sẽ được ngay một gấu bông da cát lượng luôn ạ. Xin chúc mừng anh. Anh những con có anh Nhí này, cảm ơn mọi người. Cảm ơn mấy bác đi. Bây giờ em phổ biến cái mình quay cái quà này ạ. Thì bây giờ mình sẽ có áo thun là khoảng mình có áo thun 8 cái. Ba nón bảo hiểm thì mình có 5 cái à. Còn túi chéo mình có 3 cái. Và mình có một ba lô nữa. Thì bây giờ em sẽ quay số ngẫu nhiên. Thì bây giờ mình sẽ quay áo trước nha. Thì nếu mà ai cái danh sách của em thì em đã có số thứ tự hết rồi. Thì bây giờ nếu mà mình trúng cái quay vô số nào thì người đó sẽ trúng. Thì tới cái phần quà sau á, thì nếu mà trùng lại cái người đó á, thì mình sẽ bỏ người ở đây, mình đổi cho người khác. Cho tới khi nào mà tất cả mọi người ở đây đều đã có quà rồi thì mình mới bắt đầu mình tính lại một cái đợt khác nữa. Thì hiện tại là mọi người muốn quà gì sẽ được khui trước ạ. Em chủ đạo không đi. Có ai đề xuất không ạ? Số lượng nhiều đi trước đi. Số lượng nhiều bây giờ mình sẽ trao nón bảo hiểm trước được không ạ? Dạ. Đây mình trao nón bảo hiểm. Thì hiện tại là cái số thứ tự của là đã theo danh sách này nha mọi người. Em quay xong báo dạ. Số là phải chạy nè. Dạ rồi. Rồi. Quay số đi. Rồi. Đó. Anh mượn cái điện thoại. Đúng không? Nó công bằng đúng không? Bây giờ ổng mà ổng quay còn đi đọc số này không? Dạ không, em sẽ quay công khai ở đây luôn ạ. Chứ quay livestream trực tiếp luôn chứ mình không có gian lận đâu ạ. Không có ý. Anh đã nói là vừa quay vừa đọc số luôn là giống như là vừa nó bóng đón vừa hỗ trợ đó hiểu không? Dạ. Rồi giờ cứ quay đi, em đọc số nha. Giờ quay gì trước? À, bây giờ mình sẽ quay nón trước ạ. Nón giá trị bao nhiêu? Báo cho tao biết. Nón này thì một nón có giá trị 300.000 ạ. Dạ, một nón bảo hiểm ạ. Ui đỡ thì mặc 30.000 bán không? Không, cái này là cái phần quà tinh thần là chủ yếu ạ. Còn phần quà vật chất nó nhỏ lắm mấy anh ơi. Phần quà vật chất nó nhỏ lắm. Còn phần quà tinh thần là mới là chủ yếu anh. Cũng phải lầu thế. Rồi. Bây giờ là 5 cái đó trước nha. Rồi bây giờ ở đây có 15 người đúng không ạ? À. Em sẽ quay từ số 1 tới 15 ạ. Dạ bây giờ mình quay 5 số. Bây giờ là anh năm đầu là 5 cái đó đúng không? Dạ, bây giờ anh kiểm tra giúp em ạ. Bây giờ là mình sẽ là số nhỏ nhất là số 1, số lớn nhất số 15 ạ. Dạ, số lượng là mình sẽ quay lấy 5 số 5 nón không trùng nhau ạ. Okay. Bây giờ bắt đầu nha mọi người. Rồi đọc tên cho. Người nào trúng gì cho đó, ghi cho đó luôn. Giải đặt tên này giải 3. Quay ạ. Quay. Đầu tiên là số 10 ạ. Số 10. Hoàng Trung. Chúc mừng anh Trung. À, người không muốn nhận quà nhưng mà đã được là người đầu tiên nhận quà. Dạ xin tặng một phần quà cho anh Trung ạ. Ai đó? Tiếp theo nha mọi người. Số 15, Giang Phi.
Số 15 à? Số 15 à? Giang Phi. Giang Phi. Dạ. Dạ, chúng mừng anh Phi đó là người may mắn tiếp theo ạ. Số 13. Mỹ. Dạ đây ạ. À. À, số 5 đâu ạ? À? Anh số 5 ạ. À. Dạ, số 13 đúng không ạ? Số 13 Mỹ. Số 7 Trung Tính. Rồi, cảm ơn anh. Luôn. Rồi chúc mừng mọi người đã trúng mừng quà là nó mạo hiểm à. Rồi mấy em lấy nón thử nhau đi. Mọi người mà nón này mọi người cầm nhẹ nhàng chứ đừng có phang nhau nha mọi người. Đâu thì độ cứng với nhau phải phang nhau chứ. Thử nhau lát này không có camera nha. Tiếp theo là để tăng phần hấp dẫn thì mình tới tới túi đeo chéo nha mọi người, mình có túi đeo chéo 3 cái nha. Mình sẽ bắt đầu đây ạ. Mình sẽ quay 3 người nha. Nếu mà trùng với những anh mà đã có mũ bảo hiểm rồi thì mình sẽ loại những anh đó ra. Rồi mình quay nha. Số 02 ạ. 02 Tuấn Phát. Em ạ. Số 02. Chúc mừng. Chúc mừng Mát chúng. Đây chúc mừng Mát. Tiếp theo là 03. 03. 03 có rồi gì không? Ủa 03. Rồi 03 Tâm. 03 chưa? À chưa hả? Sao vậy là em? Ủa em có rồi hả? Thôi. Chưa em chưa. Giờ vợ em thôi chứ. Không, tại sao nó có lỗi không? À tiếp theo là 2 phút. 2 phút. 09 à. 09 à, 09 à. Ui. Chúc mừng anh. À bây giờ là tới cái áo thun ạ. Áo thun áo thun là hiện tại là mình có 8 phần ạ. Sao? Đúng rồi. À, 8. 8 à. 7. 7 hả? À, áo thun mình có 7 phần. À, 7 áo về vừa đủ luôn á. Hiện tại là mình có 7 áo thun ạ. 5 đó. Hồi nãy là cái kia là 8 này còn 7. Mình tổng cộng 15. À. Phan nó cộng bao nhiêu cái? Còn 7 cái à. Cái gì? Mày áo thun ạ. Ba lô. Bỏ cái áo thun ra. Em còn 7 thôi. Để cái ba lô quay cái giải đặc biệt cuối cùng. Thôi bây giờ bây giờ mình quay cái ba lô đi ạ. Mình quay ba lô ai trúng ba lô sẽ được rồi sau đó mình còn những người còn lại là áo à. Rồi ok. Mọi người đồng ý không ạ? À? Rồi ok. Rồi. Bây giờ giải đặc biệt nha mọi người. 2 tỷ á. Dưới 2 tỷ anh ơi, dưới 2 tỷ. Đây này chỉ có một người thôi ạ. Bây giờ em bắt đầu quay ạ. Số 10, số 10 có chưa ạ? Số 10 có rồi. À số 10 là anh Trung ạ, anh Trung rồi. Số 10 có rồi. Anh Trung đã có rồi nên là em sẽ quay số khác ạ. Số 2 ạ. 2 có rồi. Số 2 cũng có rồi luôn ạ. Không, chỉ những người không có thôi, những người không có mới được. Tiếp theo là số sẵn là số 2 nữa à. Nó random mà anh. Số 4 à, số 4 có chứ anh ơi. Ôi, chúc mừng Giang và quà đặc biệt. Đây ạ. Rồi. Rồi chúc mừng anh Sang đã trúng được ba lô. Vậy thì những người còn lại thì mình sẽ nhận một áo thun. Áo thun. Sao? Những ai chưa có. Giờ trong cái chưa có. 14 nè. 14 là Thành nè. Bây giờ những ai chưa có quà giơ tay giúp em nè. Những ai chưa có quà quay số giơ tay giúp em ạ. Anh đọc cho nè, anh đọc cho nè.
Thành nè. Anh Thành đó bạn. Anh đâu? Đây ạ, xin gửi anh ạ. Dạ, tiếp theo là ai ạ? Anh đúng không ạ? Anh sai rồi. Anh à. Anh biết là thôi. Này ít, ít. Đây ít. Đây ạ. Đây, ít L qua nè. Không, để anh lựa luôn. Thắng, Thắng, Đoàn Văn Thắng, số 1 quá. Đoàn Văn Thắng hả? Anh Đoàn Văn Thắng hả? Ủa anh Thắng là có để, có không, Thắng là con đó là cho cái đó thôi. À, rồi rồi. Cho ta. Rồi. À, cho nè. Cho cục dây nữa. Thắng là ít. Mặt tay gì? Ít này. Đó Thắng là mẹ ấy. Xin chào phần quà may mắn cho anh Thắng ạ. À. Thôi ao ra. Cảm ơn. Mà hủ lại đó. Anh má có cái mà cũng vui ra bố xưa mà em còn chơi đó là 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 em còn chơi đó. Cảnh Hiếu à? Hai ít hay là M? Em mời mặc đi. Em đâu mặc được này đâu. Em mời mặc đi chứ đây. Em nghĩ sao? Lấy đi hả đợi. Rồi à? Đúng rồi. Tại vì nãy đó là còn 7 người. À. Dạ, hiện tại có ai chưa có quà thứ hai không ạ? Có ai chưa có phần quà thứ hai không ạ? Hiện tại là mình còn một áo. Thôi hai chồng lấy đem về bận. Còn một áo sai em mà. Đưa ông vợ đi. Thôi hai chồng đi cho nó cặp con này. Thôi để coi chốc nữa có anh nào tới đâu. Tới gì nữa. Áo em ta mà chưa nó bận rồi chứ. À chả giết nè. Có cái con tốt mặt luôn á. Dạ thì hiện tại là code game thì sẽ được gửi cho mọi người ở cái thông tin mà mọi người đã đăng ký ở trên cái lúc nãy mình làm khảo sát ạ. Thì ban tổ chức sẽ gửi code về cho mọi người sau ạ. Dạ gửi qua cái mail quá ạ. Dạ. Nếu mà mọi người mà chơi bên iOS đó, thì mọi người nhớ điền đúng cái tên nhân vật đó, đúng tên nhân vật với server của mình đó. Tại vì iOS thì mình sẽ add trực tiếp vô nhân vật. Dạ. Hai bên đó. Tại sao do hai dòng máy hai nhà sản xuất khác nhau mới đưa ra. Thằng Mỏ Long, dạ game bị lỗi ạ. À?
Dạ mà anh, cái phần khảo sát đó là em là mọi người thấy có những cái vấn đề gì, lỗi game hay gì đó mọi người có thể có ý để mình cải thiện game. Còn khi mà game mà mọi người chơi mà bị lỗi á thì mình sẽ gửi hỗ trợ về cái link hỗ trợ của đăng trên trang web của bên fanpage của Ngoại Long cũng có đăng. Còn Chu Du nè, không có thằng nào đánh được nó. Chu Du này á, anh nhấp vô đây. Đây anh, đây anh nhấp vô. Dạ nó bị lỗi. Không cần quét không làm được. Đúng rồi, nó bị lỗi nó đang bị rồi. Nào anh tới map này được không? Đánh rồi mà đánh được lần rồi mà. Bị rồi, em bị rồi. Chu Du phóng hỏa khó. Để càng quét xong thì anh tủ á. Dạ, Chu Du phóng hỏa khó đúng không anh? Anh gửi lên hỗ trợ cái link chăm sóc của mình á anh. Trên fanpage có. Thì thường là bên chăm sóc sẽ giải quyết trong vòng từ 1 tới 3 ngày. Thì anh xem bên hỗ trợ ta phản hồi á. Không gửi tiền này cho anh cho mình bây giờ có việc đó mình đem cưới chứ. Dạ, dạ được ạ. Dạ được ạ. Dạ dạ dạ. Đó là cái gì đâu mà. Dạ dạ. Dạ, của anh hết bao nhiêu ạ? Dạ. Hết bao nhiêu ạ? Hả? Của anh hết bao nhiêu ạ? Hết bao nhiêu mình biết. Dạ có gì anh ra ngoài lên. Thôi mọi người, chắc buổi học của mình tới đây là mình xin kết thúc rồi. Bây giờ mình xin kết thúc buổi học ở đây ạ. Cảm ơn mọi người đã tới tham dự ạ.